nay, công an xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính số tiền 4 triệu đồng đối với đối tượng Trần Tuấn Kiệt, 24 tuổi, ngụ ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc về hành vi gây rối trật tự công cộng mà có mang theo công cụ hỗ trợ. Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2020, cha ruột của đối tượng Kiệt đến nhà ông Đỗ Công Quang để đòi tiền hụi còn thiếu. Hai bên có xảy ra mâu thuẫn. Nghe được thông tin cha không thấy được tiền hụi, đối tượng Kiệt mang theo dùi cui 3 khúc bằng kim loại đến trước nhà ông Quang la lối đập phá. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường mời đối tượng Kiệt về trụ sở làm việc và đã ra quyết định xử phạt số tiền 4 triệu đồng đối với Kiệt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.